Barcelona tiếp đối thủ Athletic Bilbao tại vòng 10 La Liga và có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 65% trong hiệp 1. Dù vậy, các tình huống tấn công của đội chủ nhà lại tỏ ra thiếu hiệu quả, chỉ tung được 3 cú sút. Phút 80, cầu thủ vào sân thay người Matthew phá bẫy việt vị rồi đánh bại thủ môn Simon trong thế đối mặt. Pha làm bàn của tiền đạo mới 17 tuổi mang về thắng lợi tối thiểu 1-0 cho Barcelona, giúp họ xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, kém đội đầu bảng Real Madrid 1 điểm. Trận đấu giữa AC Milan và Juventus tại vòng 9 Serie A diễn ra cân bằng trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, lợi thế hơn người đã được Juventus cụ thể hóa khi chơi lấn lướt hơn hẳn so với đội chủ nhà AC Milan. Phút thứ 62, tiền vệ Manuel Locatelli tung cú sút ngoài vòng cấm và bóng đã đi vào lưới. Dù không phải cú sút quả hiểm hóc nhưng bóng đã trúng hậu vệ bên phía AC Milan đổi hướng và khiến cho thủ thành Mirante không làm chủ được tình hình. Juventus giành chiến thắng 1-0, thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống chỉ còn 1 điểm. Mới đây, cánh phóng viên bắt gặp tiền đạo Mason Greenwood và bố của mình, ông Andrew, tới một cửa hàng đồ ăn nhanh để mua đồ. Hành động này được cho là vi phạm nội quy ở Getafe bởi huấn luyện viên trưởng Jose Bordala cấm các cầu thủ ăn vặt và yêu cầu theo dõi cân nặng hàng ngày. Hiện chưa rõ ban huấn luyện Getafe sẽ xử lý ra sao sau khi những hình ảnh về Greenwood bị phát tán trên truyền thông. Theo The Sun, Manchester City sẽ lắng nghe mọi đề nghị chuyển nhượng dành cho tiền vệ Calvin Phillips vào tháng 1 năm 2024. Đương kim vô địch ngoại hạng Anh muốn thu về 42 triệu bảng Anh cho thương vụ này, bằng số tiền mà họ đã chi ra để mua anh hồi năm 2022. Hiện Calvin Phillips vẫn còn 4 năm hợp đồng với Manchester City kèm mức đãi ngộ 150.000 bảng Anh, tuần.